Ngành khoa học quân sự thời gian qua đã đẩy mạnh nhiều công trình nghiên cứu phát triển công nghệ cao trong các viện nghiên cứu, các đơn vị doanh nghiệp của quân đội. Do đó, mỗi đơn vị có những chuyển biến mạnh mẽ, nhất là về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật. Các cơ sở vật chất kỹ thuật cũng ngày càng được nâng lên, nhiều đề tài sáng kiến trong nghiên cứu khoa học được ứng dụng hiệu quả vào lĩnh vực quân sự quốc phòng. Thiết bị thử nghiệm lò xo, một sản phẩm nghiên cứu mới được ra đời của Trung tâm Công nghệ Cơ khí Chính xác thuộc Viện Khoa học Công nghệ và Quân sự. Thiết bị này dùng tự động hoàn toàn bằng máy tính. Khi sử dụng sản phẩm, nâng cao được tính ổn định, độ chính xác cao, giảm được thời gian đo, giảm yếu tố con người tác động đến kết quả của thiết bị. Trong cái xu hướng phát triển chung của nền khoa học công nghệ, thì các vật liệu phi truyền thống, ví dụ như là vật liệu dạng gốm, vật liệu dạng composite, vật liệu phi kim, thì trong thời gian vừa qua thì trung tâm cũng đã bước đầu làm chủ được các cái công nghệ gia công chế tạo các cái vật liệu kể trên. Là một sản phẩm của nghiên cứu khoa học, để đảm bảo độ chính xác trong thực hiện nhiệm vụ thông tin liên lạc, bộ anten ENVIS đã góp phần đáng kể trong đảm bảo thông tin cơ động. Anten ENVIS có khả năng liên lạc tốt phạm vi 500 km liên tục trong điều kiện cơ động, gọn nhẹ. Tính năng cơ khí ưu việt khiến anten này có thể thuận tiện trong lắp đặt và đạt độ bền cao khi hành quân. Sản phẩm của nhà máy Z755 binh chủng thông tin liên lạc đã đạt giải nhì giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội năm 2019. Anten ENVIS làm việc rất ổn định. Trên tốc độ 6-70 cây số một giờ thì vẫn làm việc tốt, chất lượng tín hiệu đảm bảo. Thì sử dụng mà chủ yếu bằng tiếng Việt nên là quá trình khai thác thì rất thuận lợi cho nhân viên. Đây là hai trong số hàng nghìn sáng kiến cải tiến khoa học của các đơn vị kỹ thuật đã và đang được áp dụng vào thực tế trong 5 năm trở lại đây. Bám sát sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, ngành khoa học quân sự đã đẩy mạnh việc đầu tư hoạt động khoa học công nghệ, tập trung vào các chương trình trọng điểm, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào lĩnh vực quân sự phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước. Một số các doanh nghiệp đã đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học và tham gia vào cái sản xuất trang thiết bị phục vụ cho huấn luyện sẵn sàng chiến đấu quân đội như Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Ngoài ra thì công tác hợp tác quốc tế, hợp tác về khoa học công nghệ trong và ngoài nước cũng được mở rộng. Chính cái hợp tác này góp phần nâng cao trình độ và tiếp thu các cái công nghệ tiên tiến, góp phần khai thác, làm chủ và hiện đại hóa vũ khí trang bị hiện đại của quân đội. Đầu tư cho nghiên cứu khoa học quân sự một cách toàn diện là một nhiệm vụ được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm. Mà trước hết là tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và vật lực cho nghiên cứu. Cán bộ khoa học có năng lực, điều kiện nghiên cứu tốt chắc chắn sẽ cho ra đời những sản phẩm, đề tài nghiên cứu khoa học hữu ích, bám sát vào thực tế và yêu cầu của quân đội trong giai đoạn mới.